vào nhà đi con. Bà ơi. Con ơi, bà đây. À, bà. Cháu cô. Ừ, tao xong rồi đây. Rồi tao ra đấy bây giờ. Chờ tao một tí nhá. Ơ kìa mẹ, sao mẹ đang ốm không vào trong nghỉ ngơi, cứ ra ngoài này dọn dẹp làm gì? Mẹ đỡ nhiều rồi. Bà có sao không bà? Chán mẹ lắm con. Bây giờ mẹ đang ốm như thế này thì ở nhà mà hưởng phúc của con của cháu, cứ ra đây dọn dẹp làm cái gì? Mà mẹ có nhớ tháng trước mẹ ốm ý, là con đã phải nghỉ ở công ty tận mất một tuần đấy. Giờ thời buổi kinh tế khó khăn, mẹ lại ốm nữa là con kệ mẹ đấy. Con, mẹ xin lỗi các con. Xin lỗi thì giải quyết được cái gì? Bây giờ mẹ lo cho thân mẹ ý. Anh nghe mọi người ở công ty bảo là sâm này rất là tốt, cho nên anh quyết định mua về cho mọi người toàn bộ. Đây là sâm tăng lực phúc lộc thọ, con mua tặng mẹ ạ. Xin. Dạ. Còn đây là sâm tố nữ, đây cho em. Bố có quà cho con không? Làm sao bố quên con gái yêu của bố được. Ta-da. Em nghe mọi người nói là sản phẩm này tốt lắm đấy, toàn làm từ 100% thiên nhiên lẫn các thảo dược quý hiếm. Mà đắt như thế này, anh lấy tiền đâu ra mà mua? Tiền mình có thể từ từ kiếm được, nhưng mà sức khỏe của mẹ và em vẫn là trên hết. Mẹ, hôm nay sức khỏe của mẹ thế nào hả mẹ? Mẹ cũng khỏe hơn rồi, các con cứ yên tâm công tác, không phải lo cho mẹ đâu. Bà và mẹ dùng sâm vừa xinh đẹp vừa mạnh khỏe, cả nhà mình đều mạnh khỏe. Rồi. Bố bảo này, bây giờ ấy, con lên phòng chơi một lúc nhá, để bố nói chuyện với mẹ một chút. Vâng ạ. Con cứ nói đi. Mẹ ạ, dạo này công ty con thường xuyên nợ lương nhân viên. Hà Nội thì đất chật người đông, kiếm một công việc mới không phải là dễ. Con chưa có học nông nghiệp, cho nên con quyết định là sẽ đưa cả gia đình mình về quê để thử một phen lập nghiệp xem sao. Thời gian đầu thì mọi người sẽ hơi khổ một chút đấy ạ. Anh bị làm sao đấy? Ở thành phố đang yên đang lành, tự nhiên đi về làm chân nông dân làm cái gì không biết? Nhưng mà đây là anh đang suy tính trước tương lai lâu dài em ạ. Tương lai á? Tương lai cái khỉ khô gì? Ở đây làm còn chưa xong, anh còn đi định về đấy thì lập nghiệp kiểu gì? Có bản lĩnh ý thì anh lập nghiệp ở đây đi. Đàn bà đã còn biết cái gì? Đàn bà á? Anh sinh ra từ đâu? Anh tự biết. Mẹ thì đau ốm, con thì còn nhỏ, bây giờ anh lôi cả gia đình về quê thì để cặp đất mà ăn à? Các con đừng quan tâm đến mẹ, mẹ chịu khổ nó quen rồi. Bây giờ thằng Minh nó quyết thế nào thì mẹ nghe như thế. Bây giờ đến lúc quyết định thì mẹ bên con trai. Cô nói chuyện với mẹ như thế à? Tôi nói chuyện như thế thì sao? Cô, anh định làm gì? Anh tát con này thế nào? Thôi, mẹ xin các con, một điều nhịn và chín điều lành, các con có phải kẻ thù đâu. Chẳng nên cái tích sự gì cả.
Làm gì mà ngồi thừ người ra như thế? Ăn cháo đi mẹ. Thôi, mẹ từ từ đã. Bây giờ mẹ mà nôn ra đây ấy, con không dọn được đâu. Cho ăn như thế này thì thà đổ cho chó còn đỡ phí hơn. Con đừng đổ, để tí nữa mẹ đỡ, rồi mẹ ăn tiếp. Chờ mẹ ý, thì con chờ gà trống đẻ còn nhanh hơn ý. Con nói gì với mẹ tôi đấy hả? Anh đứng đây từ lúc nào đấy? Giật cả mình. Tôi mà không đứng đây thì làm sao thấy được cái thái độ hỗn láo của cô? Hỗn láo á? Tôi mà hỗn láo ấy, tôi đổ cả bát cháo vào người mẹ anh rồi. Vừa đi làm kiếm tiền, rồi về nhà hết chăm mẹ ốm, rồi cả con nhỏ nữa. Tôi có phát điên lên là may đấy. Nếu mà con không chịu được ấy, thì ly hôn đi. Ly hôn thì ly hôn, tôi sợ cái gì chứ? Thôi, mẹ xin các con, lỗi lỡ tại mẹ, mẹ xin các con. Mẹ à, mẹ có làm sao không mẹ? Nếu mà mẹ cảm thấy trong người khó chịu quá thì mẹ bảo với con, mẹ không được tự mình chịu được đâu mẹ ạ. Con đứng lại! Anh còn chuyện gì nữa? Tôi bỏ việc ở công ty rồi. Xem ra anh vẫn chưa bỏ được cái ý định điên rồ đấy của anh nhỉ? Ở quê vẫn còn nhà, sửa sang lại một chút là dùng được. Mẹ về quê có bà con hàng xóm thì sức khỏe sẽ tốt lên thôi. Anh đi đâu thì tùy anh, còn tôi sẽ không theo anh về cái nơi khỉ ho có gái đấy đâu. Nếu đã không sống chung được ấy thì ly thân đi. Ly thân á? Tôi sợ gì chứ? Ly thân đi, rồi đến lúc thất bại đừng tìm đến tôi. Mình còn mẹ à, nếu hai người đã không chung tư tưởng sống thì tiếp tục chỉ là khổ nhau thôi mẹ à. Cứ để cho ngồi đi đi. Cô chưa thấy hỏng. Cô Trang, con có phải là Trang không? Bà nhận nhầm người rồi. Mẹ nhận nhầm làm sao được? Mẹ nhận nhầm ai? Chứ nhận nhầm con dâu làm sao được? Bà đừng gọi tôi như vậy. Bây giờ nhìn tình cảnh tôi như thế này, chắc là bà hả hê lắm đúng không? Sao con lại nói như thế? Ngày xưa cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà con với thằng Minh mới phải ly thân như thế này. Mẹ hiểu được. Nhưng sau bao nhiêu năm con không liên lạc với gia đình? Như thế này thì tôi làm gì còn mặt mũi nào để về gặp bà và anh Minh nữa. Thôi, vất vả lắm hai mẹ con mới được gặp nhau như thế này. Con đi lên nhà uống với mẹ một chén nước. Mà thằng Minh bây giờ nó làm ăn lớn lắm, làm được rất nhiều tiền, suốt ngày đi gặp khách hàng thì có mấy khi ở nhà đâu. À, mà cái căn hộ ngày xưa ấy, bọn con thuê, bây giờ thằng Minh nó mua lại rồi. Anh Minh thành đạt như thế, con cũng chẳng có mặt mũi nào để nhìn đâu ạ. À, mà dạo này sức khỏe mẹ thế nào rồi ạ? Mẹ dạo này cũng khỏe nhiều rồi. Ngày xưa, nếu không vì sức khỏe của mẹ như thế thì hai bọn con cũng không đến nỗi như thế này. Con xin lỗi mẹ. Cũng là tại do con ích kỷ, không biết trân trọng gia đình, đến lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này thì mới biết lòng người là như thế nào. Trước kia, con thật là may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Thôi, con đi lên nhà đi. Con cứ yên tâm.
Bây giờ chỉ có mình mẹ với con Môn ở nhà. Mà con Môn nó nhớ con lắm. Nhiều lần nó hỏi mẹ, rồi nó cứ khóc đấy con ạ. Đi, đi con, về nhà. Con của mẹ đây rồi. Dạ mẹ đi đâu ra bây giờ mẹ mới về? Có phải mẹ không cần con nữa phải không? Nhưng mà con nhớ mẹ lắm. Sao con gái mẹ lại nghĩ như thế? Mẹ cũng nhớ con lắm. Con gái mẹ lớn như thế này rồi. Mẹ ơi, mẹ ở lại với con nhá. Mẹ đừng đi đâu nữa. Con nhớ mẹ lắm. Con đừng khóc mà con. Con chờ bố. Thôi, mẹ phải đi rồi. Khi khác mẹ sẽ đến thăm con sau nhé. Mẹ ơi, rồi. Mẹ đừng đi mà mẹ. Em đến giúp ăn cơm đi. Mẹ ở lại với con đi. Con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ đi ra nấu cơm. Đi vào đấy con. Mẹ ở đây ăn cơm nhá. Mẹ đừng đi xa con nữa. Con gái mẹ bây giờ lớn rồi, biết suy nghĩ rồi đấy. Thế con đi học có được học sinh giỏi không? Có ạ. Cô giáo khen con đọc, đọc tiến bộ này, viết đẹp này, còn học toán giỏi nữa. Con gái của mẹ giỏi lắm. Con bé ở nhà tự lập lắm, cái gì cũng thích tự làm cả. Ở quê con hay giúp đỡ bà quét sân, nấu cơm nữa. Anh đang định là năm sau cho bé về lại thành phố học cho đầy đủ. Thế là cả nhà mình không xa nhau nữa phải không bố? Ừ. Cháu bà bây giờ giỏi nhất rồi. Đây, canh cua xong rồi đây, cả nhà mình ăn cơm nhá. Ôi, rất là ngon. Mẹ ngồi lên mẹ. Rồi, con ngồi đi. Cả nhà đợi con một chút nhá. Bé sâm của mẹ. Mẹ xin con. Đây là sâm của vợ. Anh cảm ơn. Ai không chịu đựng được nữa thì ly hôn đi. Ly hôn thì ly hôn. Cô tưởng tôi sợ cô à? Được, nhưng mà con gái sẽ đi theo tôi. Muốn nuôi con à? Cô tự nuôi bản thân mình trước đi. Đi theo cô để mà chết đói à? Còn hơn là sống một thằng khốn nạn như anh. Vậy thì ra tòa đi. Tôi có nhà, có xe, có lương hàng tháng, chứ không phải là như cái loại thất nghiệp không một xu dính túi như cô. Anh là đồ khốn nạn. Lại ra đây. Mẹ muốn đi đâu thế mẹ? Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ xin lỗi con gái. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ở lại với con nhé. Mẹ xin lỗi con gái. Nhưng mà cuộc sống này quá dài, mẹ không thể sống tạm bợ mãi được. Mẹ mong rằng sau này lớn con sẽ hiểu cho mẹ. Con chờ mẹ một thời gian, nhất định mẹ sẽ quay lại đón con. Con nhá. Thôi Thảo, đi vào trong. Con. Còn cô ấy, mau dọn đồ đạc rồi cút khỏi cái nhà này đi. Con. Đi thôi. Con ơi. Thank you.
Dù sao cũng phải có việc làm đã. Công việc của tôi giao cho cô Đinh đâu rồi? Em làm xong hết rồi sếp ạ. Bây giờ chỉ cần chữ ký của sếp là xong. Cô làm tốt lắm. Này. Gì đâu? Ông có biết cái người đang đi cạnh sếp là ai không? Sao trông có vẻ thân thiết thế? Thư ký mới của sếp mà ông không biết à? Thư ký mới á? Đấy, cô ta mà cũng được làm thư ký á? Ông phải buồn cười. Người ta vừa xinh đẹp lại còn làm được việc. Cứ tội gì mà người ta không được làm thư ký. Ông thích người ta rồi gì? Thôi tôi đi làm rồi đây. Anh có chuyện gì? Sao cô lại dám đến đây? Tôi đến đây để làm việc thì có gì mà giáo hay không giáo? Cả cái Hà Nội này còn cả trăm công ty, tại sao không phải là công ty của tôi? Tôi cũng chẳng muốn làm chung công ty với anh đâu. Nhưng mà so với những công ty khác ấy, thì công ty này trả lương và phúc lợi cho nhân viên cao hơn. Thế tôi đến làm thôi. Ai mà biết được cô đến đây là vì lương hay là vì mục đích nào khác? Anh có ý gì? Vừa mới chia tay chồng cũ đã đeo bám một luôn sếp tổng rồi. Cô cũng giỏi quá rồi đấy. Anh ngậm máu phun người vừa vừa thôi. Tôi là chả biết thừa cái bộ mặt của cô đi. Nhưng tôi nói thì cô biết, cô mà đi theo anh ta ấy thì suốt đời cô chỉ là một con tình nhân mà thôi. Nữ đàn bà chỉ biết chui rúc gió bếp như cô ấy, làm sao mà có thể bước chân vào cái nhà đi được. Tôi không có thời gian đôi co với anh đâu. Tránh ra tôi còn làm việc. Có phải cô lại cặp kè với anh ta trước khi ly hôn tôi có đúng không? Không thì cái loại đàn bà chỉ biết chui rúc gió bếp như cô làm sao có thể trở thành thư ký của giám đốc được. Tôi tốt nghiệp đại học đàng hoàng ra, chỉ vì kết hôn với anh nên tôi phải ở nhà làm nội trợ. Cái công việc của tôi đang có là chứng thực lực của tôi tìm được. Thôi em ơi, cái bọn thủ khoa đại học ấy nó còn đi bán bánh mì đầy đường kia kìa. Anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh. Tôi quanh quẩn cả ngày ở nhà thật đấy, nhưng chỉ cần lên trang tìmviec.com.vn không thiếu công việc phù hợp với tôi. Tôi có thể chọn được công việc phù hợp bản thân của mình. Anh cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ làm cho anh thấy. Cô cứ đợi đi. Con đã nhớ lời bố dặn chưa? Rồi ạ. Phải nhớ lời bố dặn thì bố mới cho gặp mẹ, nghe chưa? Vâng ạ. Ngoan lắm. Đi. Hạng mục này cô làm rất tốt. Xong dự án này công ty sẽ có thưởng. Cảm ơn sếp. Đây chỉ là chức trách của tôi phải làm thôi. Cuối tuần này cô có rảnh không? Cùng tôi đi dự tiệc, tôi sẽ giúp cô làm việc với đối tác công ty. Vâng, tôi sẽ cố gắng hỏi sếp ạ. Con có nhìn thấy mẹ với người đàn ông kia không? Có. Bây giờ con ra chỗ mẹ, gọi mẹ thật to cho bố, biết chưa? Vâng, nhưng mẹ đang làm việc phải không bố? Giờ này thì không việc gì nữa. Mời mẹ lại. Đang tính tìm bố dượng là con ấy. Nếu mà con không muốn làm con ghẻ thì chạy ra đẩy người đàn ông kia ra, không cho lại gần mẹ, biết chưa? Con đi việc khác đúng không? Ô, Thảo, sao con lại đến đây? Bố con đưa con đến đây à? Vâng, con nhớ. Mẹ cũng nhớ con lắm. Cô ơi, cô có gia đình rồi? À, dạ vâng, nhưng mà đã ly hôn rồi sếp ạ. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như cô ấy, mặc con người muốn ly hôn à? Anh không biết đấy.
trước kia tôi... Sếp đừng để cô ta đánh lừa. Cô ta còn chưa lộ bản chất của mình ra đâu. Anh là ai? À, em là Đức, nhân viên phòng marketing anh ạ. Năm ngoái anh vẫn còn trao giải nhân viên xuất sắc nhất cho em đấy ạ. Là cậu đấy à? Vâng. Có chuyện gì không? À, em đến đây chỉ muốn nói cho anh biết, con người này là con người không đơn giản đâu anh ạ. Anh đừng để vẻ mặt ngây thơ này được. Anh gây sự đủ chưa? Hai người có quan hệ gì? Em là chồng cũ của cô ta anh ạ. Nhưng vì tính cách của cô ta nên em đã bỏ cô ta từ lâu rồi. Thì ra là cậu. Thế mà tôi cũng tự hỏi là không biết tên là đông nào mà lại bỏ lỡ một cô thư ký của tôi ấy. Ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Tính cách thì vụng về, hậu động, không làm được việc gì cả. Suốt ngày chỉ biết ở nhà nội trợ. Thế ra thì tôi cũng phải cảm ơn cậu. Vì cậu đã buông tha cho cô ấy, để cô ấy tìm được một công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Và để công ty có thêm một nhân viên tiềm năng. Sếp, em... Thôi được rồi, cậu vào làm việc thêm đi. Mà lần sau ấy, đừng bao giờ lấy chuyện riêng để mà làm ảnh hưởng đến chuyện chung đấy. Đi thôi con. Con nhớ mẹ, con chỉ... Có đi không Bảo? Anh có thể để con bé ở với tôi một lát được không? Ngày trước ai vì thiếu tiền mà bỏ quyền nuôi con. Không ngờ ấy, mới qua một thời gian mà cô đã có nhà có xe rồi à? Tôi... Cậu à, cậu để mặt tôi một chút đi. Cậu có thể để hai mẹ con cô ấy nói chuyện với nhau một lúc được không? Cô ấy không nuôi con nhưng mà cô ấy vẫn có quyền gặp con chứ. Nếu sếp đã lên tiếng như vậy thì để con ở lại với cô ta một lúc cũng được. Cảm ơn cậu. Lát nữa tôi sẽ đưa con bé về. Vâng, thế cũng được. Thế em về chỗ làm việc. Em cảm ơn sếp. Cô Hoàng, cô vẫn muốn dành quyền nuôi con chứ? Vâng, anh cũng thấy đấy. Để con bé sống một người bố như thế, tôi thực sự không yên tâm. Thế thì một là cô đi theo tôi, chuyên tâm làm việc. Hai là cô tìm một người chồng tử tế, lo cho tương lai của cô. Cô thấy thế nào? Chuyên tâm làm việc thì chắc chắn rồi. Còn cái chuyện mà tái hôn thì tôi chưa nghĩ đến. Lát nữa, con có muốn đi chơi với chú không? Bố bảo chú là bố giờ đúng không ạ? Cái chuyện đấy là thì tương lai thôi. Con có thể giữ bí mật hộ chú được không? Vâng. Wow. Đi.